Dân tìm kiếm chờ thêm máy móc để giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35 mét. Sáng ngày 2 tháng 1, ông Huỳnh Văn Nờ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Bình, Đồng Tháp cho biết các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tạm dừng tìm kiếm để chờ các phương tiện kỹ thuật khác giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông rỗng. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hiện trường xảy ra vụ tai nạn vẫn còn rất đông lực lượng cứu hộ và thợ chuyên nghiệp phục vụ việc giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35 mét. Thời tiết mưa phùn từ rạng sáng cũng gây khó khăn cho việc giải cứu. Từ khuya đến sáng 2 tháng 1, máy khoan cọc nhồi công suất lớn ngừng hoạt động không rõ nguyên nhân. Chúng tôi tạm dừng để chờ phương tiện kỹ thuật khác để tiếp tục tìm kiếm bé trai, nghĩa là thay đổi kỹ thuật so với phương án dự kiến ban đầu, vẫn sử dụng máy lớn nhưng có thêm phần cọc bao được xuống để đảm bảo không đổ ngã. Phương án này hy vọng nhanh chóng tìm được bé và đảm bảo an toàn kỹ thuật, ông Nờ cho biết. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 1, máy khoan cọc nhồi được lực lượng cứu hộ tỉnh đưa đi từ huyện Tháp 10 đến hiện trường bé trai gặp nạn ở ấp 2 xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Khi có thiết bị, lực lượng cứu hộ bắt đầu khoan nhồi với lực đóng 35 tấn hút bùn đất xung quanh cọc bê tông. Lực lượng cứu hộ dự tính cùng với 3 mũi khoan quanh cọc bê tông thực hiện gần 20 giờ qua, việc nhổ cọc hoàn thành trong đêm. Đêm qua, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã đưa thiết bị chuyên dụng khoan cọc nhồi tải trọng 35 tấn. Lực lượng cứu hộ đẩy nhanh công việc với mục tiêu sớm nhổ được cọc bê tông. Đến nay, nạn nhân mắc kẹt dưới hố sâu hơn 44 giờ, ngành chức năng Đồng Tháp chưa cung cấp thông tin mới về việc cứu người. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trưa 31 tháng 12, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt vào trụ bê tông rỗng bên trong đường kính 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Một số người chứng kiến cho biết, sau khi rơi vào cọc bê tông, bé trai kêu cứu chừng 10 phút rồi tiến dần mất hút. Camera tại công trình ghi lại cảnh bé trai gặp nạn khi đang đi trên nền đất công trường lồi lõm nhiều hố sâu. Nam bé nhỏ nhất trong nhóm, sẩy chân rơi xuống hố trong tích tắc. Miệng hố cách điểm cuối cùng trụ bê tông cắm vào đất khoảng 3m, không được đơn vị thi công lắp lại khi dời máy móc sang thi công mố cầu gần đó. Miệng hố như hình phễu khi cháu bé sẩy chân đã rơi vào trụ bê tông rộng 25cm. Được biết trụ bê tông gồm hai đoạn dài 12m và một đoạn dài 10m, dưới cùng được bịt kính. Kết cấu này hạn chế bé trai rơi ra ngoài khi trụ được nhổ lên. Lực lượng chức năng sẽ xác định vị trí bé trai, sau đó mới tháo từng đoạn khớp nối trụ bê tông. Dù phương án giải cứu được bàn bạc kỹ, song chính quyền tỉnh Đồng Tháp không chắc chắn về sức khỏe hiện tại của Nam. Hiện bé không còn tương tác với bên ngoài, dù oxy vẫn được đạp liên tục vào bên trong cọc.